Trần Minh Vương, sinh ngày 28 tháng 3 năm 1995 tại xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, là con út trong một gia đình có hai anh em trai. Anh sinh ra trong một gia đình kinh tế rất khó khăn. Bố của anh, ông Trần Công Phong, là người đã gieo cho anh niềm đam mê bóng đá. Thuở nhỏ, mỗi khi bố đi làm về, hai bố con chơi bóng với nhau hàng ngày. Bởi thế mà Minh Vương đã say mê chơi bóng tròn từ lúc nào không hay. Tài năng đá bóng của Minh Vương nổi tiếng khắp vùng Thái Thụy. Minh Vương và bạn bè đồng trang lứa đã giành được khá nhiều thành tích ở các giải cho thiếu niên. Năm 2006, Minh Vương có tên trong danh sách U11 Thái Bình tham gia vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tại Khánh Hòa. Sau đó, nhờ màn thể hiện xuất sắc, Minh Vương được gọi lên trường năng khiếu bóng đá Thái Bình và lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển chọn của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG. Tuy nhiên, khác với những người đồng đội như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, do sai sót trong quá trình gửi giấy báo trúng tuyển vòng chung kết, Trần Minh Vương đến thi muộn và bất đắc dĩ trở thành trường hợp đỗ vớt của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG. Cầu thủ người Thái Bình chỉ là học viên của đội năng khiếu, nơi tập hợp các cầu thủ bị loại khi lọt vào vòng chung kết đợt tuyển chọn khóa 1 năm 2007. Niềm vui được giữ lại học viện chẳng kéo dài. Khi Minh Vương nhập học ở Hàm Rồng không lâu thì bố mất. Sợ Minh Vương bị phân tâm, ảnh hưởng đến tập luyện, nên mẹ và anh trai đã giấu kín chuyện này đến mấy tháng sau. Còn nhỏ, Minh Vương chưa biết chuyện mất mát chia xa là gì. Khi về đến nhà, không còn bố nữa, mới cảm thấy hụt hẫng. Minh Vương rất buồn vì không được ở bên, nhìn mặt bố lần cuối và thắp nén hương lúc chôn cất. Vượt qua nghịch cảnh, Minh Vương đã nỗ lực vượt bậc để có thể hoàn thành tâm niệm trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp từ người bố đã đi xa. Trong đội năng khiếu, anh luôn giữ chức đội trưởng và là cầu thủ có sự tiến bộ kỹ thuật nhanh chóng. Trải qua hơn 6 năm rèn luyện, đến tháng 4 năm 2013, Minh Vương được huấn luyện viên Choi Jun-kyum điền vào danh sách đội 1 Hoàng Anh Gia Lai thi đấu tại V-League, một bước tiến đáng kể, đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của cầu thủ có thể chơi ở cả vị trí tiền vệ lẫn tiền đạo này. Cũng nhờ những tiến bộ không ngừng nghỉ ở thời gian đó, Minh Vương mới có thể được sắp xếp vào đồng lứa với thế hệ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường dự các giải trẻ. Chân ướt chân ráo chập chững vào nghề, tiền vệ quê Thái Bình lập tức tạo ra dấu ấn đậm nét, solo qua 4 cầu thủ, một thủ môn để ghi bàn vào lưới An Giang. Bàn thắng đẹp mắt này giúp Minh Vương càng tự tin để chứng tỏ bản thân. Mùa giải 2014, khi mới hơn 18 tuổi, Minh Vương đã được bầu là cầu thủ trẻ hay nhất V-League. Khởi đầu ấn tượng là vậy, song khó khăn lại bắt đầu đến với Minh Vương từ những quyết định ở thượng tầng. Năm 2015, Hoàng Anh Gia Lai gây bất ngờ khi loại gần như toàn bộ cựu binh để đôn lứa cầu thủ trẻ tài năng gồm Công Phượng, Đông Triều, Tuấn Anh, Xuân Trường lên chơi tại V-League. Viễn cảnh về cơ hội ra sân thể hiện của Minh Vương lại bị đặt dấu hỏi. Đúng như dự đoán, với huấn luyện viên Grachen trên băng ghế huấn luyện, Vương chỉ là sự lựa chọn sau cùng khi không thể cạnh tranh nổi với những Công Phượng, Văn Toàn, dù anh có kinh nghiệm cũng như xuất sắc hơn. Mùa 2015, Minh Vương ra sân 7 lần, đa số là từ băng ghế dự bị và chỉ ghi được một bàn thắng. Không chán nản, bất chấp một cuộc tháo chạy của nhiều cầu thủ trẻ đến các đội bóng nhỏ hơn nhằm được thi đấu thường xuyên, Minh Vương vẫn ở lại Hoàng Anh Gia Lai với quyết tâm khẳng định vị thế. Ông trời không phụ sự nỗ lực của con người, giữa muôn vàn khó khăn, cơ hội lại đến với Minh Vương, tận dụng việc bộ ba Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh xuất ngoại để tìm kiếm thử thách mới. Vương được trở lại đội hình chính, nắm bắt được sự tin tưởng của ban huấn luyện. Vương đã thi đấu bùng nổ với những màn thể hiện không thể ấn tượng hơn. Kết thúc mùa giải 2016, Vương ghi được 8 bàn thắng, nằm trong top chân sút nội xuất sắc nhất. Tuy nhiên, V-League 2019 mới là mùa giải Minh Vương thi đấu bùng nổ nhất khi ghi 12 bàn sau 25 trận cho Hoàng Anh Gia Lai, trở thành cầu thủ nội ghi bàn thắng nhiều nhất và lọt vào đội hình tiêu biểu V-League 2019. Đáng tiếc năm đó, đội bóng Phố Núi cũng chỉ cán đích ở nhóm cuối bảng. Thành tích đáng thất vọng này khiến Minh Vương cảm thán, dành cả thanh xuân để trụ hạng. Mùa giải V-League 2020, Vương chỉ được ra sân 11 trận, trong đó có 5 trận đá chính. Việc ít được huấn luyện viên Lee Tae-hoon và Dương Minh Ninh, Nguyễn Văn Đàn tin dùng khiến anh không có được bàn thắng nào. Nhưng dưới thời kè tỷ sắt, chỉ sau 2 trận đá chính của mùa giải 2021, Minh Vương đã ghi được một bàn thắng. Đến nay, Minh Vương đã ghi 35 bàn cho Hoàng Anh Gia Lai trong 136 trận ra sân tại V-League. Anh chính là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong đội hình hiện tại, hơn Văn Toàn 2 bàn. Đầu năm 2013, anh được gọi lên đội dự tuyển U19 Việt Nam nhưng không tham dự giải U19 Đông Nam Á. Tháng 7 năm 2014, Minh Vương chính thức được gọi trở lại vào đội tuyển U19 Việt Nam cùng đội tham gia nhiều giải đấu lớn
Minh Vương lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam vào năm 2017 để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Afghanistan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019. Tháng 12 năm 2017, Minh Vương được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên U23 Việt Nam, nhưng anh đã bất ngờ gặp một vấn đề ở cơ đùi trong một buổi tập. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không khỏi tiếc nuối khi phải nói lời chia tay với Trần Minh Vương. Tháng 7 năm 2018, Minh Vương có tên trong danh sách chính thức 30 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự Cúp Vinaphone 2018. Tại ASEAN 2018, do hậu vệ Nguyễn Thành Trung bất ngờ dính chấn thương, nên tiền vệ Trần Minh Vương được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi trở lại đội tuyển Olympic Việt Nam ngay trước giờ sang Indonesia. Cuối năm 2018, đầu năm 2019, anh tiếp tục góp mặt trong đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế như Asian Cup 2019, King's Cup 2019. Sau bàn thắng vào lưới Hàn Quốc trong trận bán kết ASEAN 2018, Minh Vương trở thành cái tên được những người yêu Olympic Việt Nam vô cùng chú ý. Thậm chí, bàn thắng của cầu thủ quê gốc Thái Bình này làm người hâm mộ nhớ tới cú sút cầu vồng tuyết của Quang Hải tại giải U23 châu Á ở Thường Châu. Điều làm nên ấn tượng của Minh Vương không chỉ là những bàn thắng, cầu thủ trẻ có lối chơi thông minh, năng động và kỹ thuật. Ngoài ra, ưu điểm vượt trội của Minh Vương là khả năng chọn vị trí tốt, luôn biết cách xuất hiện ở những điểm nóng để có thể ghi bàn quyết định. Minh Vương cũng như nhiều cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai ý thức được, quãng thanh xuân đẹp nhất của họ không còn nhiều. Anh luôn khát khao có được một danh hiệu cùng đội bóng để khẳng định được giá trị của bản thân, để đền đáp lại sự tin tưởng của người hâm mộ cũng như tri ân bầu đức. Cánh cửa lên tuyển cũng luôn là một mục tiêu cháy bỏng của Minh Vương. Trong một năm 2021, đầy dẫy những sự kiện quốc tế lớn, mong rằng cơ hội sẽ đến với Minh Vương. Hôm nay, nhân ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 26, chúc anh gặt hái được những thành công trên con đường phía trước. Sáng ngày hôm qua, ngày 2 tháng 4, danh sách 47 cầu thủ được tiêm vaccine COVID-19 đã được công bố. Như các bạn đã biết, vào tháng 6 này, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022 tại UAE. Điều này khiến nhiều người tin chắc rằng đây sẽ là danh sách triệu tập sơ bộ của tuyển Việt Nam. Trần Minh Vương là một trong số 47 cầu thủ ấy, tiền vệ quê Thái Bình không thuộc biên chế những câu lạc bộ tham dự các giải đấu của AFC như Viettel, Sài Gòn và Hà Nội. Vậy nên các cổ động viên Hoàng Gia Lai hoàn toàn có thể tin tưởng rằng đây sẽ là lần trở lại đội tuyển quốc gia của Minh Vương. Không lâu sau khi được điền tên vào danh sách tiêm vaccine COVID, ngôi sao 26 tuổi đã có pha kiến tạo để Washington Brandao ấn định thắng lợi 2-0 cho Hoàng Gia Lai trong trận đấu với Hải Phòng. Nhận đường truyền bằng đầu của Vũ Văn Thanh từ pha phát bóng của Huỳnh Tuấn Linh, Minh Vương nhanh chân di chuyển, khai thác khoảng trống chết người nơi hành lang cánh trái của Hải Phòng. Sau khi ngắm nghía, căn chỉnh và quan sát một cách kỹ càng, số 8 của đội khách thực hiện quả tạt có độ chuẩn xác tới từng cm. Pha tạt bóng như đặt của Minh Vương giúp Brandao không cần chạy chỗ bằng cắt, thậm chí là không cần bật nhảy mà chỉ cần đứng yên tại chỗ là có thể đánh đầu tung lưới từ thành Phan Đình Vũ Hải. Thực tế, lấy phong độ từ đầu mùa giải đến nay của Minh Vương ra để xem xét thì nếu huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên anh vào danh sách triệu tập sơ bộ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 thì không phải là điều quá bất ngờ. Ngay ở vòng đấu trước gặp Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Vương đã ghi bàn pha đập nhà 1-2 giữa tiền vệ sinh năm 1995 và Brandao đã khiến Phạm Hoàng Lâm bất cẩn phạm lỗi trong vòng cấm của chiến hạm đỏ. Trên chấm penalty, Minh Vương không mắc bất cứ sai lầm nào để ấn định tỷ số 3-0 cho Hoàng Gia Lai. Cũng trong chiến thắng của đội bóng phố núi trước Viettel, Minh Vương tiếp tục có những đóng góp thầm lặng. Chính tiền vệ mà số 8 là người châm ngòi cho bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Văn Thanh. Bởi Minh Vương đã tung ra pha chọc khe bổng vào khoảng không ở hành lang bên trái của đội chủ nhà để Brandao băng lên rồi kiến tạo cho Văn Thành. Chiến thắng đầu tiên ở V-League 2021 của Hoàng Gia Lai là thắng lợi 2-1 trước Sông Lam Nghệ An và Minh Vương là người đã ghi bàn thắng vô cùng quan trọng, gỡ hòa một đều và kể từ đó, các thủ chủ nhà có thể thi đấu với một tinh thần tốt hơn. Đó là một nỗ lực chạy chỗ khai thác khoảng trống rất chủ động của cầu thủ quê Thái Bình. Minh Vương đã di chuyển từ sớm để thoát khỏi sự kèm cặp của Bùi Đình Châu để có được tư thế thuận lợi, nhận đường căng ngang của Brandao rồi sút bóng một chạm tung lưới thủ thành Nguyễn Văn Hoàng. Hai bàn thắng sau 5 lần ra sân, đó là một con số thống kê khá ổn đối với một cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm như Minh Vương. Không ngoa khi nói tiền vệ quê Thái Bình đang hồi sinh một cách mạnh mẽ trong màu áo Hoàng Gia Lai. Tính tới thời điểm hiện tại, Minh Vương đã có 396 phút thi đấu, con số này bằng 3/4 thời lượng có mặt trên sân của Vương ở mùa giải năm ngoái. Ở mùa bóng 2020, Minh Vương đã dính phải một chấn thương đầu gối khá nặng
và phải nghỉ thi đấu từ vòng đấu thứ 13 V-League cho tới hết mùa. Nhưng ở thời điểm hiện tại, không ngoa khi nói Minh Vương là một trong số những tiền vệ trung tâm có phong độ ổn nhất V-League 2021.